Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mùng 5 tháng 5, shop rượu Hàng Bài lên cho khách một lô xe gồm 4 chiếc xe. Trong cái lô xe ngày hôm nay thì toàn những xe của hãng Jibao và VinFast thôi mọi người nhé. Địa chỉ bên shop là cổng làng Đông Hồ, Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình. Mọi người nhớ đăng ký kênh của bên shop để nhận được video sớm nhất trong thời gian tới nhé. Và điều kiện để mua xe của bên shop đó là mọi người cọc trước cho bên shop 1 triệu. Và nếu chuyển khoản đủ thì bên shop giảm ngay 300 nghìn cho một chiếc xe với cái lô xe ngày hôm nay nhé. Thì đầu tiên thì bên shop sẽ review con xe VinFast A2 của tập đoàn Vingroup mọi người nhé. Dòng xe này thì chắc chắn là mình cũng không phải giới thiệu nhiều vì nó rất là chắc chắn, bền bỉ và đi rất là đầm xe. Quan trọng là bây giờ là mình sẽ review về mức giá cũng như là tính năng và những cái độ mới, độ cũ của xe này. Thì con xe A2 này là bản đèn LED mọi người nhé. Bản đèn LED này đó, màu xanh cửu long, xe đăng ký cuối năm 2019. Và con xe này thì bên shop sẽ thay bình mới 100% khi khách chốt con xe này và bán cho khách với giá là 14.600.000 đồng. Quá là rẻ mọi người nhé, 14.600.000 đồng với một con xe VinFast A2 bản đèn LED như này. Và bình lại là bình mới nhé. Rồi, về cái ngoại quan của chiếc xe này thì theo mình đánh giá nó còn được khoảng 80%. Và con xe này sẽ rất đẹp với cái tầm giá như thế này. Đó, bên dưới thì tất cả cái sơn nhũ zin theo xe là cái bộ phận mà hay bị nổ bong chóc nhất, thì với con xe này nó vẫn còn nguyên vẹn mọi người nhé, như lúc mới. Thậm chí những cái tem bằng giấy vẫn còn dán nguyên ở đây, chưa bị bóc ra. Chứng tỏ chiếc xe vẫn còn rất là ok mọi người nhé. Hai bên này còn rất đẹp này. Rồi, hệ thống đèn còi xi nhan rất là bền bỉ. Mình sẽ mở hệ thống đèn cho mọi người xem nhé. Đèn LED siêu sáng này. Đây, dòng này đi đèn LED rất là sáng mọi người nhé. Pha cốt vẫn hoạt động bình thường này. Đó. Bên trên xe được trang bị đồng hồ LCD rất là rõ ở đây. Thì con xe này đã đi được 19.916 km. Đèn còi xi nhan đầy đủ nhé. Và với những cái con xe của VinFast này thì những cái hệ thống ví dụ như là công tắc đèn này, công tắc còi, nút đề của nó thì nó sẽ rất là bền, nó không như cái dòng xe điện thông thường. Đó, cảm nhận của mình nó là chuẩn luôn mọi người nhé. Vì là những cái dòng xe này đôi khi những con xe ra từ năm 2019 đến giờ hoặc có thể 20, những cái nút này ít khi mà bên mình phải thay thế hoặc là phải sửa chữa lại mọi người nhé. Rồi, đằng sau xe này, xe thì còn nguyên cả sổ bảo hành, rồi là đăng ký, tất cả được cất trong một cái sổ như này, rất là nhiều sổ sách mọi người nhé. Đó. Rồi còn về phần bình thì mọi người yên tâm nhé. Về phần bình thì bên shop đã nói rõ rồi, khi nào khách chốt con xe này thì bên shop sẽ bóc bình mới gồm 5 chiếc bình ra thay vào đây và bảo hành bộ bình đó là 1 năm. Và với xe thì bên shop sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng nhé. Đằng sau xe được trang bị thêm một cụm phanh đĩa ở đây, nó sẽ rất là an toàn. Và động cơ là động cơ Bose mọi người nhé. Với cái đời xe A2 đời đầu như này thì nó rất là bền bỉ, lốp lam không xăm, rất là bền. Đó, những cái phần này mọi người nhìn còn rất là đẹp, chưa bị lổ sơn. Rồi, tiến sang bên này. Đấy. Xe trang bị động cơ Bose mọi người nhé. Động cơ Bose này, Bose Đức, đi rất là bền. Ok chưa ạ? Giá 14.600.000, bình mới. Và nếu mọi người chuyển khoản đủ thì chiếc xe này chỉ còn 14.300.000, chưa bao gồm phí ship. Và nếu phí ship thì đâu đó con xe này nó sẽ rơi vào khoảng từ 600.000 đến 650.000. Giảm sóc tất cả mọi thứ đều hoạt động trơn tru mọi người nhé. Đấy, ok chưa? Rồi, mình sẽ con xe này thì với mã là 51 mọi người nhé. 51 VinFast A2, bấm đề và chạy đến đây. Đó, ok. Rồi, mình sẽ chạy đây để review tiếp con mã A52 cho mọi người nhé. Con xe mã 52 là của dòng xe Jibao Pensy F mọi người nhé. Con xe này thì đăng ký vào tháng 6 năm 2022. Đấy. Xe còn một chìa khóa và một chip chống trộm nhé. Còn hai chìa khóa. Nói chung là xe này đầy đủ mọi người nhé. Đây, mình mở trong cốp này, hai chìa khóa của Jibao này và hai chip chống trộm nhá. Mình sẽ mở luôn bằng chip này. Đó, xe được mở nhá. Tắt này. Mở này. Đó, ok chưa? Còi này, xi nhan này. Rất đẹp nhá, Pensy S này, đời đèn LED này. Pha cốt đầy đủ này. Con xe này zin toàn bộ nhá, cam kết mọi người luôn, zin toàn bộ kể cả từ sơn. Đấy, mọi người nhìn này, trắng tinh này, rất đẹp nhá. Em zoom sát cho mọi người nhìn.
Đó, xe rất đẹp luôn, lốp Canada quá dày. Lốp zin theo xe mọi người nhé. Bởi vì sao? Bởi con xe này ít, rất ít đi. Đó. Rồi chúng ta tiến lên phần trên này, nhìn cái đồng hồ của nó thì chúng ta có thể biết được con xe này đi rất là ít, mới đi được 6.423 km thôi. Đó, 6.423 km. Đó, đi rất là ít nhé mọi người nhé. Cho nên xe nó còn rất là đẹp, lốp nắp còn rất là dày. Xe đầy đủ 3 số này, hiển thị ở trên mặt đồng hồ này luôn, 1, 2 và 3. Và xe có nút parking, nút P an toàn nhé. Mọi người bấm giữ vào đây 3 giây, sau đó nhả ra. Đó, thì xe bắt đầu mới khởi động được nhé. Động cơ rất êm, mình không nghe thấy tiếng động cơ luôn. Đó, nấc cao nhất là 53 km, nếu quá tải chắc tầm khoảng 50-49 mọi người nhé. Rồi, tiến đến phần sau mình sẽ test động cơ này. Đó, rất là cân, đồng tốc và êm. Đúng là phẩm chất của cái dòng xe Zibao mọi người nhé. Động cơ này thì siêu bền và siêu êm rồi. Trang bị càng ốp nguyên khối này, APCS đây mọi người nhé. Và lát nữa thì có một con xe Pensy thường nữa, không phải là F. Đó, rồi bên trong sạc zin theo xe, sạc của Zibao mọi người nhé. Sạc Zibao này, biểu tượng con sư tử đây mọi người nhé. Đó, rồi là hai xe này còn nguyên hai gương của Zibao luôn. Đó, đăng ký này, đây mọi người nhé, đăng ký vào ngày tháng 6 năm 2022 này. Đó, bình biếc là zin theo xe nhé, kể cả IC động cơ này, trong rất đẹp, sáng choang nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người yên tâm. Hai chìa khóa luôn, và một chìa khóa này thì chưa sử dụng. Con xe này thì với mã 52 này bên shop bán cho mọi người với giá là 11.800.000 mọi người nhé. Và con xe này đang bán trên thị trường đâu đó là trên 18 triệu. Thì hôm nay thì bên shop bán với giá là 11.800.000 với chiếc xe cũ lướt như này. Rất đẹp và chắc chắn. Đó, rất đẹp và chắc chắn mọi người nhé. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đó, và rất là hoàn hảo. Đi rất là êm mọi người nhé. Đây là mã 52, 11.800.000 đồng. Mọi người mua được những con xe như này thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng, không phải lo lắng về chất lượng mọi người nhé. Rồi đây cũng là con xe Pensy, nhưng mà là Pensy thường chứ không phải Pensy F. Đó, Pensy thường thì nó sẽ khác ở cái điểm là đèn halogen mọi người nhé. Nó chỉ khác duy nhất ở một cái đèn này thôi. Tuy nhiên nó còn khác thêm một cái nữa, đó là thời gian. Thời gian của con này thì sẽ dài hơn con kia. Con này là đi từ năm 2020, còn cái con xe mình vừa giới thiệu là 2022. Đó, cách nhau 2 năm. Cho nên giá của nó cũng sẽ mềm hơn. Mình bán con xe này với giá là 10.500.000 đồng mọi người nhé, 10.500.000 đồng. Vespa Zibao Pensy. Rồi, về ngoại quan con này thì không thể đẹp bằng con kia được, nhưng mà nói chung là nó vẫn là zin nguyên bản mọi người nhé. Đây mọi người nhìn từ trên xuống dưới này. À, cái phần đầu xe thì bên shop đã đánh bóng và sơn phủ bóng cái chắn bùn này rồi. Đó, còn cái phần đằng trước này thì zin nguyên bản nhé. Mọi người nhìn thấy nó không được sáng như con kia đúng không ạ? Đó, lốp thì vẫn là dày, lốp Canada hai bên này. Đó, rồi ok. Bên trên thì con xe này cũng được trang bị đồng hồ full LED điện tử mọi người nhé. Đây cũng là cận cuối để chuẩn bị lên Pensy F rồi. Rồi, xe cũng có nút P an toàn. Con này bỏ nút P rồi. Con này đã bỏ lỗi chưa nút P an toàn mọi người nhé, nên vặn ga là chạy thôi. Đó, thang pin này, số đầy đủ này. Con xe này thì chạy được 25.610 km mọi người nhé. Con này chạy 25.000 đúng rồi, chạy 25.000 rồi, 2.500.000. Đó, giá 10.500.000. Xe thì còn một chìa khóa nhé mọi người nhé, còn một chìa khóa. Rồi bên trong này, có sạc này, xe có đăng ký đầy đủ. Con này đăng ký vào đây cuối năm 2019 nhé. Nó là dòng xe của model của 2020 mà, đăng ký cuối năm 2019. Rồi bên trong này, bình là bình năm 2021. Đó, bình 2021 mọi người nhé. Còn rất đẹp. Và chắc chắn cái bộ bình này thì sẽ đi được khoảng 50 cây trở lên. Rồi đằng sau này, y chang như con nãy thôi. Cũng là càng ốp nguyên khối này, động cơ 4 chấu và 8 cánh này. Động cơ này, động cơ vẫn đến bây giờ thì Zibao vẫn lắp cho các dòng xe đời mới nhất thì cũng đang lắp động cơ này. Cho nên về cái ngoại quan của nó thì hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác về cái thời gian và cái thêm thắt một vài cái đèn thôi. Đấy, động cơ rất êm nha mọi người nhé, không một tiếng động luôn, rất là êm ái luôn.
10.500.000 với mã là 53 mọi người nhé. Sóc trước sóc sau, hoạt động hoàn hảo và bình thường. Đèn còi xi nhan đầy đủ nhé. 10.500.000 mã 53 nhé mọi người nhé. Vẹp 3 Zipa Pepsi. Và bây giờ là con cuối cùng, con xe Vẹp 3, Vẹp 3 GVC, Vẹp 3 GVC Platinum mọi người nhé. Con này thì là đời cao nhất của dòng xe GVC. Trang bị đèn LED, đèn LED này, đèn LED thấu kính mọi người nhé. Đấy, pha cốt này, giải định vị ban ngày này, Platinum này, nhìn nó có những cái đai này, nhìn rất là hầm hố và rất là đẹp, khỏe khoắn. GVC, nhận diện thương hiệu này. Rồi xi nhan thì xi nhan kiểu dạng Audi mọi người nhé, rất đẹp. Có 4 cái đèn thấu ở đây và một cái đờ mi, rất đẹp mọi người nhé. Rồi bên cạnh đó thì có thêm chữ GVC nổi nhận diện thương hiệu đây. Xe này bên shop cam kết mọi người là zin toàn bộ xe. Đấy, lốp nắp của Kenda rất là dày này. Rồi là thụt trước thụt sau này, rất đẹp. Đó. Con xe này cũng bán khoảng 18 triệu mọi người nhé. Bên trên thì xe được trang bị đồng hồ full LED điện tử, có báo cả nhiệt độ ở đây, 36 độ C ngày hôm nay. Vạch báo pin này, xe có hai số nhanh và chậm nhé. Đó. GVC, ok chưa? Xe này thì lên xe vặn ga chạy luôn nhé, không phải bấm nút đề. Đèn còi xi nhan đầy đủ nhé mọi người nhé. Xe có đầy đủ hai chìa khóa và hai chip chống trộm theo xe của GVC nhé. Đó. Mình sẽ mở cốp xem con xe này đăng ký là bao nhiêu. Sạc zin của GVC này. Đó. À, xe được đăng ký vào tháng 8 năm 2020 mọi người nhé. Tháng 8 năm 2020. À, có xe thì bên shop bán với giá là 11.500.000 mọi người nhé. 11.500.000. Và nếu chuyển khoản đủ thì giá chỉ còn là 11.200.000. Động cơ nhé. Động cơ rất êm. Những cái dòng xe ngày hôm nay thì cũng gần như là mới mọi người ạ. Gần như là mới mà mọi người giảm tiết kiệm được 6-7 triệu với một con xe như này. Đó. 11.500.000 con xe cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Sóc trước sóc sau này. Đấy. Ok chưa ạ? Rồi. Thì vừa rồi thì bên shop đã review xong 4 chiếc xe trong buổi chiều ngày mùng 5 tháng 5 này. Và còn rất nhiều video tiếp theo nữa thì hãy đăng ký kênh của bên shop để đón xem những video tiếp theo mọi người nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào mọi người.